Dạ. Xe này em lấy xe khách về em làm giùm nó, cảm em đó. Lấy xe khách hả? Dạ. Rồi ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ đi qua bên quận 8, mình lấy con Ducati Panigale 899 về mình làm gì hả? Về mình sẽ độ một cái két nước nhôm đồ chơi, thay vì người ta có tiền thì người ta chơi két nước H2O, còn mình không có tiền thì mình chơi két nước CO2. Trà xanh không độ, trà ô long, được không? Chi phí hả? Thì lúc đó mình để bình độ xong rồi mình mới tính. Thì đương nhiên mình làm một cái két nước nhôm mà đồ chơi nó bự hơn thì nó sẽ giải nhiệt tốt hơn tí xíu so với Ducati. Rồi mình sẽ chế thêm một cái quạt, chế thêm còn một cái quạt đấu song song nữa, thì chạy hai cái quạt thì bảo đảm là nó sẽ giảm nhiệt hơn tí xíu. Rồi ảnh hưởng về máy hay không thì mình chưa biết, không? Rồi ok, đang để ráp vô. Đây là anh chủ đất đó, trời ơi đẹp trao. Chuẩn bị tới ngày 13 ngày 4 là người làm nữa anh Hùng. Gần tới ngày đó về nhà là ông vậy đó. Giữ chắc lên con. Trời ơi, giống siêu nhân quá. Trời ơi. Rồi ok anh em, xe tới rồi. Lên ngủ giấc. Qua tới quận 8 lấy xe thôi nha. Rồi tới xíu nữa mình gặp. Trời ơi, chuẩn bị tới nhà của idol Nghệ An rồi mấy bạn ơi. Ducati 899 lên một gấp. Xa như chó. Mình ở bên đầu miền Đông mà mình chạy qua tới bên đầu miền Tây luôn. Này nằm ngay khúc An Dương quận 8 á, là qua tới Bình Chánh luôn rồi. Đi ráp mà hết 280.000 rồi các bạn, biết cái độ xa này. Ngủ mấy tập rồi mới dậy. Anh đang bên nước ngoài. Giờ mình qua mình lấy xe mình hỗ trợ anh về làm cái két nước lớn với lại đấu thêm một cái quạt song song. Chứ anh nói chạy 89 chạy cho thành phố anh chạy không nổi, nóng quá. Ducati là phải chịu nóng nữa, chuyện chính xác rồi. Về chút. Rồi qua bên nhà idol lấy Ducati rồi mấy bạn. Hả? Không, cô đang nói trong cái mic. Trời, giấc này mà đi Ducati là chắc chết. Anh muốn ra độ râm tay với đường nào? Rồi anh cảm ơn. Rồi quẹo phải ra độ râm tay đi về, mới hỏi đường em trai người Malai rồi. Ngập như chó.
xe này nó nhẹ quá ta. Con này sao 1.9 mà mình chạy cảm giác nó nhẹ hơn cái con 959 hôm bữa. Chạy 1-2 bữa coi cái này là cái mà cái kết nước zin của nó là thường là chạy cho thành phố nó khoảng bao nhiêu độ, rồi mình sẽ cải thiện. Cái đầu tiên là mình sẽ cải thiện cái quạt, mình đấu thêm cái quạt nữa coi nó có xuống nhiệt không. Nếu mà nó xuống nhiệt mà cảm thấy mà ok thì mình làm cái kết nước nhôm. Sao con này nó nhẹ dữ không biết. Giờ đi qua bên hầm Thủ Thiêm mấy em mà chạy quá 40 là mấy em bị bắn tốc độ ấy nha. Nó có bắn trong hầm á. Trời ơi, nó nóng mà nó hực lực trên hai cái đùi em luôn rồi mấy anh. Xe này em lấy xe khách về em làm giùm nó đi, thông cảm em nha. Lấy xe khách hả? Dạ. Mới nói nhắn tin nó qua nước ngoài á. Em có gì giúp thông cảm em ta. Giấy tờ để cái đó mình nghĩ là. Tân ơi. Trong hồ chạy tới dưới 60 nữa mà giữ. Lấy cái tờ có ngoài lấy rồi. Dạ. Để em chứ em kêu nó gửi cho mình. Gửi cho em cho nha. Dạ. Rồi, ai giờ mình giữ chết luôn á.
là tốn ba xị cho anh giao thông đội An Bình. Thiệt chứ, buồn hết lớn luôn. Bởi vậy mấy anh em đâu hiểu đâu. Đi xe mấy anh em dài anh đâu dám chạy. Xe anh là cứ ra ngoài đại lộ là cứ một ra một là băng thôi. Đi xe mấy anh em thì đâu có dám chạy lại. Cứ tèn 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 bây giờ tới nhà thôi. Có gì mà còn về nói chuyện. Đường này nhiều lắm, không phải vô đó không đâu. Chứ một điểm chính này đi cái xe nó lanh quá nhèo à. Yeah.